Quý vị có nghĩ rằng chúng ta nên cho một tràng pháo tay để cảm ơn ban diễn lễ, những ban hát và ban kịch trong này không? Cho nên tôi nghĩ đó là cái điều chúng ta cần, và họ làm cho chúng ta một cái thưởng thức một chương trình rất là vui trong buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, như đã được giới thiệu từ đầu, tôi đến từ Fort Worth, Texas. Fort Worth là cái thành phố người ta gọi là Cowtown, tức là một cái thành phố bò. Quý vị thấy tôi giống cowboy không? Quý vị có biết Dallas Cowboys hôm nay thắng Zion không? Dallas Cowboys thắng Zion, cho nên tôi cảm thấy vui lây, bởi vì chiều hôm nay họ đã thắng điều mà nhiều người rất mơ ước như vậy. Tôi rất là vui để có thể có mặt buổi tối hôm nay tại đây để chia sẻ với quý vị không phải niềm vui vì Dallas Cowboys thắng, nhưng mà niềm vui mà chúng ta có được đó là ở trong Chúa. Vì vậy cho nên tôi rất là vui để có thể có mặt tại đây. Tôi đến từ Texas từ ngày hôm kia lần, cho nên cảm ơn những người bạn bè của chúng tôi ở tại hội thánh này đã có cơ hội để tôi đến đây để có thể chia sẻ với quý vị những điều chúng ta sẽ chia sẻ liên quan đến lễ Giáng sinh. Nhưng mà trước hết tôi muốn có một điều xin hỏi thế này, bao nhiêu người ở trong quý vị ở đây là tín hữu của hội thánh Morrow vậy? Những ai là tín hữu của Thánh Moro xin vui lòng đưa tay, tôi muốn nhận diện. Quý vị đừng ngại gì hết á, tôi không biết ai nhiều cho nên và cảm ơn quý vị. Ai là người mà thuộc tín hữu các hội thánh khác mà không phải thuộc tín hữu hội thánh Moro không? Có ở đây không? Giờ xin chào quý vị. Và tôi xin cho tôi một câu hỏi khác nữa, đó là ai là cái người mà không thuộc tín hữu hội thánh nào hết, chỉ là bạn, chỉ là người thân trong gia đình, những người quen mà mời đến buổi tối hôm nay, có ai trong phòng của chúng ta không? Dạ, tôi có thấy một vài cánh tay đưa lên. Dạ, tôi xin chào mừng quý vị, rất là hân hạnh để chúng ta có mặt hôm nay tại đây. Điều ở trong hội thánh này hay ngoài hội thánh này, hay là ở trong hay ở ngoài đạo, điều đó không quan trọng trước mặt Chúa là Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên buổi hôm nay tôi chia sẻ với quý vị điều này để chúng ta biết một điều rằng cuộc sống của chúng ta đang sống, dù chúng ta sống ở giữa đất Mỹ đầy dẫy mọi sự, nhưng như người Mỹ có câu nói rằng All news is bad news. Quý vị có bao giờ nghe câu đó nghĩa rằng No news is good news? Nghĩa là buổi sáng hôm nay, nếu quý vị mở TV lên, nếu quý vị xem báo, quý vị mở phone lên hoặc là trên computer để đọc tin tức, quý vị thấy gì? Not all good news. All news almost bad news. Chúng ta thấy dịch lệ. Chúng ta thấy Omicron tràn khắp mọi nơi, sắp tràn đến nước Mỹ, thậm chí người ta dự báo rằng ở nước Mỹ sẽ có những cái cơn địa chấn của dịch lệ xảy ra như hiện nay xảy ra nhiều nơi trên thế giới và trong đó cả châu Âu. Chúng ta nghe gì? Chúng ta nghe về chiến tranh. Chúng ta nghe về tại Ukraine có thể có chiến tranh tại nơi đó giữa hai cường quốc hai bên. Chúng ta nghe về thiên tai, về hãm hiếp, về tham nhũng, về tù tội và rất nhiều tin dữ xảy ra chung quanh. Tôi có một người bạn bảo rằng ông chán lắm, ông không muốn đọc tin tức. Là tại vì đọc tin tức toàn là những tin xấu. Nhưng mà có một thực tế đó quý vị biết rằng chúng ta không thể nào tránh được những tin xấu trong cuộc sống của chúng ta. Dù chúng ta tránh cách này hay cách khác, tin dữ vẫn đeo đuổi chúng ta. Một điều rất rõ đó là rất là nhiều tin tức trên thế giới, tin xấu trên thế giới, nhiều tin dữ trên đất nước của chúng ta đang sống, và thậm chí có rất nhiều, rất có thể nhiều người chúng ta có tin tức đó, tin dữ đó xảy ra trong gia đình của mình, trong đời sống vợ chồng, trong đời sống hôn nhân, trong quan hệ con cái, trong bạn bè, ở trong gia đình. Và đôi khi có những tin dữ xảy ra cho những cá nhân của chúng ta. Có thể đó là một cú gọi của bác sĩ. Có thể đó là chúng ta cảm thấy khó chịu trong người và khi chúng ta đến văn phòng bác sĩ và có những tin tức xấu cho đến cho chúng ta. Và cuộc sống của chúng ta đầy dẫy những tin tức dữ chung quanh như vậy. Nhưng thưa quý vị, có một điều Kinh Thánh bảo rằng cũng có một tin lành giữa những tin dữ chung quanh của chúng ta. Điều đó đã được các thiên thần công bố ở trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh chép ở trong Luca đoạn 2 câu số 10 và câu số 11. Đấy là câu Kinh Thánh nói về rằng giữa những tin dữ như vậy thì có tin mừng rằng Thiên sứ nói rằng đừng sợ chi vì này ta báo cho các ngươi một tin mừng, tin lành. Ấy là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Nói cách khác, việc Giáng sinh của Chúa Giêsu đó là tin mừng, đó là tin lành.
Và nhiều người hỏi rằng làm thế nào bảo rằng là Chúa Giêsu Giáng sinh, việc ra đời của một người, một hài nhi nào đó trong một nơi tăm tối nào đó, lấy gì bảo rằng đó là tin lành, lấy gì bảo đó là tin mừng? Thưa quý vị, đêm Chúa Giêsu Giáng sinh có thể kể đó là vì ngày Giáng sinh là tin mừng, bởi vì Chúa đem một niềm vui lớn cho chúng ta. Tôi muốn đọc lại câu chuyện, tôi muốn nghe là tôi kể lại quý vị một câu chuyện liên quan đến sự Giáng sinh của Chúa để thấy rằng đó là một tin mừng. Trong Luca đoạn 2, trong Luca đoạn 2 chép về việc rằng tại Bethlehem, một thành phố nhỏ hiện nay vẫn còn tên đó ở tại Trung Đông xứ Do Thái, tại nơi đó đôi vợ chồng trẻ đến để có thể tìm chỗ trú ngụ qua đêm, nhưng tất cả các hàng quán đều bị đóng cửa, vì vậy cho nên đôi vợ chồng trẻ đó không tìm được nơi trú ngụ, cho nên phải đến một cái chỗ người ta nuôi lừa, nuôi chiên, cho nên đứa bé đã được sinh ra tại nơi đó. Và Kinh Thánh chép như thế này, khi đứa bé sinh ra, đây không phải là một đứa bé bình thường, cho nên khi Kinh Thánh chép rằng đứa bé sinh ra tại trong máng cỏ, thì ở ngoài đồng có rất nhiều, có một số những mục đồng là những người mà chăn chiên, những người mà sống qua đêm để có thể canh giữ bầy chiên, có thể là chiên của họ, có thể là bầy chiên thuê, họ chăn thuê. Nhưng mà Kinh Thánh chép rằng có ánh sáng chói lòa xung quanh họ và rằng họ rất sợ hãi. Tôi đọc lại cái câu Kinh Thánh đó ở trong Luca đoạn 2 câu số 9 rằng một thiên sứ của Chúa đến gần và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Có bao giờ quý vị sợ chưa? Có ai trong chúng ta có cái cảm giác sợ trong cuộc sống mình không? Có thể bây giờ không, ngồi trong cái chỗ như thế này chúng ta không bảo rằng có gì sợ hãi, nhưng trong cuộc đời của chúng ta có những lúc sợ hãi xảy ra, phải không? Đó là một điều thật. Vì sao một người sợ hãi? Có bao giờ quý vị nghĩ ra không? Tại sao mình sợ hãi? Bởi vì đó là một cái điều gì đó, có một cái cảm xúc bất an, có một sự gì đáng lo lắng, có điều gì đó đang đe dọa chúng ta trong cuộc sống. Có một cái điều gì nó không có bình an cho chúng ta. Có rất là nhiều người chúng ta kinh nghiệm điều này. Khi sống ở Việt Nam chúng ta bất an. Bất an vì cuộc sống nó cũng có nhiều cái bất trắc. Chúng ta không tin vào chính quyền, chúng ta không tin vào những người cầm quyền tại nơi đó, chúng ta không tin vào những cái hoàn cảnh chung quanh, bởi vì làm ăn thì phải hối lộ hoặc là bao nhiêu những cái đường dây khác nhau chúng ta mới có thể sống được. Đang sống tốt như thế này mà rất có thể điều nguy hiểm xảy ra. Cho nên nhiều người bảo rằng sống Việt Nam không có an tâm chút nào hết, vì vậy cho nên đến Mỹ. Và có phải điều này không quý vị? Khi đến Mỹ cũng sống cũng bất an. Chúng ta có tiền nhiều hơn chúng ta cũng bất an. Chúng ta có việc làm cũng bất an về tiền bạc, bất an về việc làm. Chúng ta có ít không có việc làm xấu đó thì mong là có việc làm tốt, và khi chúng ta có việc làm tốt rồi đó, chúng ta còn bất an tại sợ mất việc làm. Như cái anh mà anh ngồi đây hồi nãy anh nói đó, anh đi tìm việc làm, bây giờ mà anh có việc làm rồi anh cũng sẽ cảm thấy bất an. Chúng ta bất an vì gia đình, bất an về sự nghiệp, bất an về con cái. Sự lo sợ bất an là một điều thật trong cuộc sống của chúng ta, dù quý vị sống ở Việt Nam hay sống ở Mỹ. Dù nhiều người trong chúng ta sống ở trong nghèo hèn, khó khăn, hay là chúng ta sống ở trong cái cảnh mà bây giờ đủ đầy đi chăng nữa, sự bất an, sợ hãi biết nhiều điều đó len lỏi vào cuộc đời của chúng ta. Sự sợ hãi bắt đầu từ đâu? Tại sao nó len lỏi cuộc đời của con người? Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 10 Kinh Thánh chép rằng khi loài người phạm tội, khi loài người chống lại Thượng Đế, khi loài người là một sinh vật mà Đức Chúa Trời sinh ra, tạo ra, đặt ở trên thế giới này, loài người đi ngược lại ý muốn của Thượng Đế, lúc bấy giờ sự sợ hãi bắt đầu xâm nhập vào con người. Sự sợ hãi chế ngự cuộc sống đến nỗi cướp mất sự bình an trong lịch sử nhân loại. Nếu quý vị có một lúc nào đó cảm thấy bất an, cảm thấy sợ hãi, điều đó không phải mới lạ, bởi vì tất cả chúng ta đều sợ hãi. Sợ hãi nó hủy hoại gia đình nhiều người của chúng ta. Sợ hãi nó hủy hoại xã hội, hủy hoại cuộc đời. Và sự sợ hãi cho đến một đêm mà khi Chúa Giêsu Giáng sinh ra, khi thiên sứ hiện ra, thì các những người chăn họ sợ hãi. Và đây là điều mà thiên sứ nói với họ, như tôi nói từ đầu rằng thiên sứ bảo rằng đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành. Tại sao chúng ta phải sợ trong khi có một tin lành? Đó là điều gì? Kinh Thánh chép tiếp rằng ấy là một sự vui mừng lớn cho muôn dân, vì hôm nay tại thành David, là tên khác của thành Bethlehem, các ngươi đã sinh ra cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Nghĩa là đừng sợ, fear not, vì có một đấng cứu thế đã ra đời. Nếu trong trường hợp tôi biết rằng cuộc sống của tôi nó đầy dẫy những lo toan, những sợ hãi, tôi sợ là đúng.
Nhưng nếu có một đấng nào đó bảo đảm, gìn giữ, bảo vệ tôi, thì tại sao tôi phải lo sợ? Thánh Augustine nói như thế này, rằng Chúa tạo dựng nên con người cho chính Ngài. Cho nên con người sẽ không bao giờ được bình an cho đến khi Đức Chúa Trời ngự trị vào lòng của người đó. Sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu là niềm vui, sự khỏa lấp. Nó làm cho cái sự sợ hãi, bất an của chúng ta được bình an. Cho nên thưa quý vị, là những người có mặt hôm nay, tất cả con cái Chúa và những một số những người bạn hoặc là những người thân mà chúng tôi có cơ hội mời đến đây buổi tối hôm nay, rằng có thể quý vị không có nỗi sợ giống như những mục đồng ở tại ngày xưa. Quý vị có thể không có nỗi sợ giống như một số những người mà làm ăn buôn bán ở tại Việt Nam. Nhưng rõ ràng có một nỗi lo nào đó trong cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt tương lai của chúng ta. Không ai biết tương lai của chúng ta. Ngồi đây tốt như thế này, chúng ta không biết lát nữa, ngày mai, tuần tới, năm tới như thế nào. Tất cả chúng ta đều không biết điều đó. Và vì vậy cho nên chúng ta có thể bất an. Kinh Thánh, Kinh dạy rằng Chúa Giê-xu đến để ban sự bình an, và chúng ta không còn phải sợ hãi những điều đó nữa. Khi tôi nói đến đó, có thể có nhiều người nghĩ thế này rằng à, tôi không có đạo thì có liên hệ gì đến tôi về việc Chúa Giáng sinh? Tôi không theo đạo, tôi không biết gì Chúa, thì cái việc đó tôi có cần Ngài hay không? Thưa quý ông bà anh chị em, sự Giáng sinh của Chúa đó là cái điều cần thiết cho cả thế gian, cho mỗi người của chúng ta. Nó liên hệ đến cá nhân của chúng ta. Dù quý vị biết hay không, thì cái sự kiện Giáng sinh của Chúa nó liên hệ đến chính cái tờ ID của quý vị. Quý vị có ID không? Khi ra khỏi nhà thì phải mang theo bằng lái xe ID của chúng ta. Hãy nhìn vào ID, chúng ta sẽ thấy ở đó một cái dấu hiệu nào đó liên hệ đến Chúa. Nếu ai đó sinh năm 1975, tại sao sinh năm 1975? Tại sao cái ID chúng ta viết gì đó? Và năm nay là năm 2022. Tại sao năm nay là năm 2022 mà không phải là năm 2021? Có bao giờ quý vị đặt ra điều đó không? Rằng năm nay là năm 2022 vì 2022 năm trước Chúa là Đức Chúa Trời đã thành người. Và câu hỏi đó thế này, thế thì vì sao Chúa phải thành người? Vì sao Chúa phải Giáng sinh? Cõi đời này vui thì vui vậy, nhưng mà đầy bao nhiêu nhọc nhằn, tại sao Chúa đến để làm gì? Và thậm chí người ta bảo rằng, có phải Chúa đến như là một vị con trời bị đày đọa như bao nhiêu truyền thuyết người phương Đông của chúng ta và những câu chuyện như vậy hay không? Hay là Chúa đến để như một cuộc du hí để mà thăm trần gian cho biết? Thưa không, việc Chúa Giê-xu ra đời là điều mà Kinh Thánh công bố như thế này trong gian đoạn 3 câu 16. Đây là một câu Kinh Thánh nói rõ lý do tại sao Chúa ra đời, rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Tôi đọc lại câu đó, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Cái chữ này không phải là nó chung chung, quý vị biết không? Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là Thượng Đế, Ngài là Đấng Chí Tôn, và Ngài yêu thương mỗi người ở trên thế giới này. Khi bảo rằng yêu thương thế gian, tức là yêu thương những cá nhân của chúng ta, những con người của chúng ta. Ngài nhìn thấy chúng ta như một cái tập đoàn như thế này, nhưng mà cá nhân ở trong đó, nghĩa là Ngài yêu thương tôi và quý ông bà anh chị em. Cho nên Kinh Thánh cho biết rằng sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu nói rằng Thiên Chúa, Đức Chúa Trời đó yêu thương mỗi người của chúng ta, ông bà anh chị em, và yêu thương chính tôi. Quý vị bảo rằng Chúa yêu thương tôi thì Chúa yêu thương cỡ nào? Tôi có mấy đứa cháu nhỏ nhỏ. Khi quý vị biết mà chơi với nít, nít mình đựng nó thì hỏi nó có thương mình không á. Hỏi rằng do you love me? Nó nói yes I love you. How much you love me? Mấy đứa mà nhỏ xíu mới bắt đầu học chút xíu, khoảng chừng 3-4 tuổi, nó nói, có lần tôi hỏi nó how much you love me? Nó nói I love you $5. Tại vì đi đâu hào hỏi how much thì nó bảo rằng $5. Khi nó lớn lên chút xíu nữa, nó nói I love you 100. Rồi đến bây giờ khi mà nó đi học rồi đó, ai tôi hỏi nó how much you love me, nó là I love you million. Thưa quý ông bà anh chị em, tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta không thể tính bằng con số và không thể tính bằng đồng tiền. Đô la chúng ta có bao nhiêu không đủ hết đó. Tại vì tình yêu thương mà Chúa dành cho chúng ta không phải tính bằng tiền bạc. Như Kinh Thánh nói dưới tờ này, trở lại vì đó rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban con một của Ngài.
Một trong những điều chúng ta khó hiểu là thế con một của Đức Chúa Trời là ai vậy? Thực ra theo khái niệm của Kinh Thánh thì con một của Đức Chúa Trời là chính Ngài. Thiên một của Thượng Đế là chính Ngài. Ngài trở nên người. Vì vậy cho nên cái việc mà Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đó, cái tình yêu thương đến nỗi chính mình Ngài chứ không phải là tiền bạc. Nếu quý vị thương ai đó, giúp ai một điều gì đó, giúp cho họ tiền 5.000, 7.000, vài trăm ngàn, vài triệu, đó là một tình yêu thương rất quý. Bạn bè giúp nhau rất là quý. Nhưng có ai dùng thân mình, dùng mạng của mình để có thể cứu người đó? Và đó là tình yêu lớn nhất mà có thể có. Cho nên Kinh Thánh bảo rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài ban con một của Ngài, và đó là tình yêu thương lớn nhất. Vì sao? Vì Chúa Giê-xu, chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể giải thoát chúng ta khỏi sự sợ hãi, khỏi tội lỗi, và đặc biệt khỏi sự chết đời đời. Một trong những cái tin buồn cho chúng ta đó, quý vị biết không, rằng tất cả chúng ta đều chết. Đây là một điều rất là đáng buồn. Nhưng nếu anh chị em nào khỏe mạnh, trẻ trung đó, that news for you. Và nếu trong trường hợp những người lớn tuổi đó, tất cả chúng ta đều đi con đường đó và sự chết. Thế thì bây giờ chúng ta làm thế nào? Làm thế nào để đối diện với việc đó? Kinh Thánh chép rằng Chúa yêu thương chúng ta, Ngài đến thế gian để có thể cứu chuộc chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi cái tình trạng của chúng ta đang trải qua. Món quà Giáng sinh là một món trai quà mà Đức Chúa Trời ban cho đời sống của chúng ta. Thưa quý ông bạn chị em, có nhiều người đã nhận nhiều món quà Giáng sinh. Tôi không biết ở đây có ai là người mà thấy rằng đời mình nhận cái món quà Giáng sinh lớn nhất không? Bữa nay chưa đến cái ngày Christmas Eve, nhưng mà có ai đã nhận quà chưa vậy? Chưa phải không? Họ đợi tới 24 mới giao mà phải không? It's okay. Có nhiều người nhận đó là nhiều khi cái quà Giáng sinh mở ra là có thể là chiếc áo mới, có thể đó là cái đồng hồ, có thể đó là cái iPad, cái iPhone, chiếc xe hơi. Thậm chí như vậy có được nhiều cái món quà rất lớn, nhưng không món quà nào lớn bằng món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Tôi muốn nhận bạn điều này là tại vì thế này. Vấn đề Giáng sinh không phải là chỉ diễn nghi lễ, không phải là tôn giáo, không phải là chỉ đèn màu cho vui. Giáng sinh tức là Chúa đến để tìm cứu chúng ta. Sự cứu mà Ngài đến tìm chúng ta, đó chính là món quà Giáng sinh mà chúng ta có thể có. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Ở trong câu Kinh Thánh tôi trở lại điều đó để đọc thế này. Vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Ngài ban cho đó thì phải có người nhận lãnh. Nếu trong trường hợp ai đó mà đem tới quà cho quý vị, hoặc là quý vị đem quà cho người khác mà họ không nhận lãnh, món quà đó nó cũng không sử dụng được, nó không thuộc về ai hết. Vì Kinh Thánh bảo rằng hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Trong tuần qua, trong 3 ngày vừa qua, tôi trong một lớp học Kinh Thánh của tôi dạy Kinh Thánh ở trên online, thì có một cô tín hữu, cô ở Thanh Hóa, cô kể câu chuyện như thế này. Và đây là câu chuyện mà tôi nghĩ rằng rất là cảm động trong mùa lễ Giáng sinh. Cô kể rằng trước đó một vài ngày, cô ra một quán ăn ở tại Thanh Hóa, ngồi ăn giữa vòng mọi người. Thì có một đứa bé khoảng chừng cũng khá nhỏ, nhưng mà đi đánh giày, nó đi kiếm sống bằng nghề đánh giày. Nó tới đôi vợ chồng ngồi bên đó, nó xin ông đó là bác cho con đánh giày, thì ông nói nó không cần. Và nó không đi cho nên nó lẳng quẳng quanh đó. Thì người vợ, hai vợ chồng ăn, người vợ cũng ăn một tô bún, nhưng mà bà đã ăn là tô bún còn một nửa. Và đứa bé nó quanh quẩn, thì cái người vợ mới hỏi rằng mày làm gì mà đồng vòng vòng đó hoài vậy? Thì nó nói rằng cô ăn xong chưa? Cô nói rằng ăn xong rồi mà làm gì? Thì nó mới nói rằng cô ăn xong rồi cho con xin nửa tô bún đó được không? Cô tín hữu mà trong lớp học Kinh Thánh của tôi, cô kể rằng cô chứng kiến điều đó từ đầu đến cuối. Cô thấy tội nghiệp quá cho nên cô nói rằng con là đây, cô sẽ mua cho con một tô bún. Và thằng bé lại thì cô mua cho nó một tô bún. Nó nói với cô rằng cả đời con không ai yêu thương con, cả đời con không ai quan tâm đến con cảm thấy như lần đầu tiên trong đời con
cô quan tâm đến con. Thưa quý vị, chúng ta may mắn hơn đứa bé đó rất là nhiều. Không phải tại có một người quan tâm đến chúng ta, mà Thiên Chúa quan tâm đến chúng ta. Có thể có những lúc chúng ta đầy đủ, chúng ta sung sướng, nhưng mà cũng có những giai đoạn trong cuộc đời chúng ta cảm thấy trống vắng. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng có lẽ một mình chịu đựng. Ủa, có thể con cái chúng ta không biết, bạn bè chúng ta không biết, có những điều đó chúng ta giấu sâu trong lòng. Nhưng Chúa biết, Ngài là đấng quan tâm đến chúng ta. Cho nên Kinh Thánh nói rằng, hễ ai tiếp nhận Chúa thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Hễ ai tin, cái chữ hễ ai tin đó quý vị nhìn thấy đó, chữ hễ ai đó nghĩa là anybody, anyone, bất kỳ một người nào, dù kẻ đó là đứa bé, dù kẻ đó là người lớn tuổi, dù kẻ đó là người sang hay là kẻ hèn, dù quý vị là ai, bất kỳ người nào, cái Thánh bảo rằng hễ bất kỳ người nào tiếp nhận Chúa thì sẽ được sự sống đời đời. Và đó là sự điệp của sự Giáng sinh. Chúng ta sẽ nghe một bài hát nói về tình yêu Đức Chúa Trời. Ngài là tình yêu, và tình yêu đó đến giáng thế. Và trong câu chuyện Giáng sinh của chúng ta, một lần nữa tôi chia sẻ quý vị rằng vấn đề không phải là nghi lễ, nhưng mà là vấn đề là tình yêu của Chúa. Cho nên khi Chúa đến giáng sinh là tình yêu của Chúa. Tôi mong rằng chúng ta sẽ nghe điều này, suy gẫm, và tôi sẽ trở lại với quý vị để mong rằng tình yêu của Chúa đến giáng sinh trong thế giới, thế gian, nhưng tình yêu đó có giáng sinh trong lòng của chúng ta hay không. Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chính ngay đêm nay, đêm bình an phước hạnh, xin kính mời chúng ta cùng suy nghĩ về tình yêu Giáng sinh. Thank you.
đoạn vinh quang Chúa ban, xin ân nhân tình yêu dẫn xin vui lòng. Hãy quay về tình yêu với Cha, Chúa xin ngài yêu thương thứ tha, mong em về nhờ dẫn xin vui lòng. Có lẽ quý vị nghe được lời của bài hát rằng mùa đông ấy không gian lạnh lùng, nhờ lời Chúa tâm linh bừng sáng, từ tâm tối Chúa dẫn đưa con đến nơi huy hoàng. Đây là kinh nghiệm của một người đã tiếp nhận Chúa năm xưa, và vì vậy cho nên điều mà chúng ta có thể làm đó là hãy quay về tình yêu với Cha. Giêsu yêu thương Cha. Ngày hay bây giờ Chúa đang thức ơn cho anh vô bờ.
Đứa bé ngạc nhiên đến sững sờ. Nó không ngờ rằng mình may mắn được một người quan trọng như vậy quan tâm và giúp đỡ. Như câu chuyện tôi kể trước đây, tất cả mọi người chúng ta đều có một may mắn như vậy, đều có một cơ hội như vậy, bởi vì Thiên Chúa biết cuộc đời của mỗi người trên thế gian. Chúng ta may mắn hàng triệu lần hơn đứa bé, bởi vì Chúa mang cho chúng ta món quà là chính con Ngài. Sự Giáng sinh thực ra là về câu chuyện rằng Thiên Chúa yêu thương loài người, yêu thương chúng ta. Ngài đến và Ngài muốn chúng ta tiếp nhận. Chúa không năn nỉ, Chúa không nài bảo chúng ta phải tiếp nhận cái điều mà bỏ đi. Nhưng mà Chúa bảo rằng đây là cơ hội, đây là phước hạnh mà chúng ta sẽ có Chúa trong cuộc đời này. Và điều đó bảo đảm cho chúng ta trong cõi đời đời khi chúng ta tin nhận Chúa và lọc. Cho nên trong buổi tối hôm nay, trong thời giờ này, tôi muốn hỏi quý vị, những người có mặt trong căn phòng này rằng ai trong quý vị đã là người đã nhận được món quà đó từ Thiên Chúa rồi? Tôi hỏi là ai đã nhận được trong cuộc đời mình rồi? Tôi là một trong những người như vậy, đã nhận được món quà Thiên Chúa từ nhiều năm trước trong cuộc đời của tôi. Tôi không biết, hình như là ở có một số những người theo dõi chúng tôi qua trực tuyến. Cho nên tôi không biết ở những người ở trong trực tuyến, quý vị theo dõi chúng tôi online, thì bao nhiêu người hoặc ai trong quý vị nhận biết rằng yes, tôi đã nhận món quà đó, tôi tiếp nhận Chúa vào cuộc đời của tôi rồi. Quý vị có thể phản hồi điều đó ở trong online, và có thể là những người trong tổ chức ở trong hội thánh có thể liên lạc được với quý vị. Nhưng mà có câu hỏi nữa tôi biết nhiều người, đó là ai trong chúng ta chưa có cơ hội, chưa nhận Chúa vào lòng? Có thể quý vị ở nhà thờ, trong nhà thờ nhiều năm, thậm chí nhiều chục năm, thậm chí nhiều khi chúng ta làm nhiều việc ở trong ban hát, trong hội thánh, nhưng lòng của chúng ta chưa bao giờ mở ra với Chúa rằng Chúa ơi, Ngài đến để tìm con mở lòng con để nhận Ngài. Có ai là người như vậy không? Tôi mời tất cả mọi người cùng đứng lên. Tôi muốn dành thời giờ này để chúng ta, để một khoảnh khắc ngắn, nhớ lại về cái khoảnh khắc mà chúng ta tiếp nhận Chúa vào lòng. Ôi, đó là một cái giây phút rất là diệu kỳ, phải không quý vị? Tôi là một người cũng tiếp nhận Chúa như vậy trong cuộc đời tôi nhiều chục năm trước. Và tôi biết rằng đó khoảnh khắc hết sức kỳ diệu. Và từ đó đến nay tôi cũng trải qua bệnh hoạn, khó khăn, khổ nghèo, bao nhiêu điều. Nhưng có một điều rằng Chúa ở trong lòng tôi, Chúa bảo đảm cho tôi trong cuộc sống ngày này và đời sau. Vì vậy cho nên tôi vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc. Tôi cảm thấy hạnh phúc hẳn đó không phải là tôi là mục sư, nhưng mà bởi vì tôi là con người và Thiên Chúa vào lòng tôi. Cho nên tôi muốn hỏi quý vị là những người trong phòng này, nếu quý vị chưa có cơ hội, chưa làm một lần như vậy rằng Chúa ơi, con bây giờ cũng biết rằng ngày Giáng sinh để tìm cứu con muốn mở lòng con để tiếp nhận Ngài vào lòng. Có ai muốn làm điều đó buổi tối hôm nay không? Đây không phải là nghi lễ. Nó không phải là những cái điều gì mà trở thành quyền hoặc. Nhưng mà nó vấn đề lại chỗ cái tâm lòng của chúng ta đối với Thượng Đế. Nó chỉ là một cái sự chân thành của riêng chúng ta thôi. Cho nên ai là người muốn nói rằng nếu đơn giản như vậy thì lòng tôi chân thành với Ngài, tôi muốn tiếp mở lòng tiếp nhận Chúa. Có ai làm điều đó không? Có ai muốn nói rằng tôi chỉ nhận Chúa vào lòng thôi? Nếu quý vị có thể làm điều đó, tôi mời quý vị hãy nhắm mắt cúi đầu cầu nguyện. Tôi mời tất cả con cái Chúa nhắm mắt cúi đầu và cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho chính mình, hãy nhớ đến cái khoảnh khắc mà chúng ta tiếp nhận Chúa vào lòng. Và cảm ơn Chúa về cái giai đoạn nhiều năm, nhiều thập niên trong cuộc đời của chúng ta, Chúa vẫn ở trong lòng của chúng ta. Hãy cảm ơn Chúa vì điều đó. Nếu quý vị là những người chưa tiếp nhận Chúa, một lần nữa tôi muốn biết rằng nếu quý vị muốn nhận Chúa vào lòng thì chúng tôi rất là muốn giúp đỡ quý vị trong thời giờ buổi tối hôm nay. Cho nên tôi có một câu hỏi là một lần nữa rằng có ai muốn cầu nguyện để nhận Chúa vào lòng hôm nay không? Quý vị chỉ cần đưa tay lên, chúng tôi muốn nhận biết quý vị. Hoặc giả chúng ta, nếu cái lòng của quý vị chân thành với Chúa thì đây là điều chúng ta phải nói với Ngài. Cho nên quý vị có thể đứng tại chỗ. Nếu quý vị ngại thì có thể nói với Chúa, riêng với Chúa, như là
sự chân thành của lòng mình nói rằng: kính lạy Thiên Chúa từ ái, Chúa đã giáng sinh vì Ngài yêu thương con, Ngài tìm để cứu con. Bây giờ với lòng chân thành của con muốn mời Chúa bước vào lòng con, ban cho con sự sống đời đời như lời Kinh Thánh nói, để con có Chúa trong lòng. Nếu quý vị nói với Chúa điều đó không phải bên ngoài nhưng chân thành từ trong lòng, Kinh Thánh chép rằng chúng ta, quý vị được làm con của Đức Chúa Trời, được Chúa tiếp nhận làm con của Ngài. Tôi cầu nguyện rằng những người theo dõi chúng tôi từ trên mạng trực tuyến, quý vị cũng có thể nói như vậy một cách chân thành lòng mình với Chúa, và Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận quý vị. Tôi muốn cầu nguyện. Là Đức Chúa Trời của chúng con, là đấng yêu thương chúng con, Ngài yêu thương đến nỗi Ngài đến thế gian tìm và cứu chúng con. Con cảm ơn Ngài vì Chúa đã nhận con vào lòng. Con nhận Chúa vào lòng và Chúa nhận con làm con của Ngài. Và ở trong phòng này có hàng chục, hàng trăm người đã làm điều đó và Chúa đều yêu thương họ. Nếu ai trong vòng chúng con nói với Chúa lời một cách chân thành như lời con hướng dẫn họ, có thể chúng con chưa biết rõ, nhưng nếu anh em con, những người chị em con, những người nào nói điều này, lạy Chúa xin bước vào lòng họ, làm Chúa, làm chủ cuộc đời của họ. Xin ban phước lành cho chúng con. Con cảm ơn Ngài vô cùng. Chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời tất cả quý ông bà anh chị em cùng ngồi. Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị.